Chào mọi người, quay tiếp một con nữa nha. Con này về trong lô máy 4/7/2018. Số khung con này là 4552 nha. Giá tiền của nó là 250 ha, tặng 15 triệu phụ tùng với bao kiểm tra và vận chuyển luôn. Bộ sữa heo quang để đó nha. Nghe như vậy nó hơi chật, thông cảm. Nghe máy máy vô đi Bên. Bên. Hai máy trước á. Nghe 14, 21, 24. Chào mọi người nha, đây là kho máy hiện tại của mình.
Rồi, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình cập nhật tình hình máy ngày 7 tháng 4 2018 ha. Thì hiện tại trong kho mình còn khoảng hơn 60 chiếc có sẵn ha. Thì mọi người cứ đến xem máy. Thì cái giá máy hiện tại cũng dao động của tháng 7 này thì nó là khoảng 290 trở lên. Máy 80% á. Còn mấy cái máy 70% thì giá của nó thì tầm có khoảng dưới 290 ha. Nó rẻ hơn 230. Ví dụ như giống như chiếc này. Những cái máy đẹp đẹp thì ở bên đây thì giá nó sẽ cao hơn. Ở phía sau này thì mình cũng mới về một cái lô máy cài ha. Đây là mấy cái máy cài 4708 với lại 4508 DI. Đây là một số máy 7040 với 6040. Đây là mấy chiếc 95GM đẹp nè, mình đang có ở kho, máy thuộc dạng 95% nha, hai chiếc. Cái máy này gặt bắp gặt lúa bình thường nha mọi người. Rồi, giờ mình đi một vòng với lại mình hồi mình ra trước mình quay mấy cái máy 105 với một số máy cài ở trước nha. Là một số máy cài mới về 47 0508 mét kim, mình đang ráp vô, chưa ráp xong. Cái kia là máy cổ lúa và máy chả đất. Đây là phía trước công ty, những cái máy cài với máy phía sau. Đây chiếc 4018 mới, có ủi xới chảo luôn ha. Dân ma. Đây là chiếc 105X. Rồi, giới thiệu mọi người, đây là cái khu mà để mình bảo dưỡng máy, những cái máy đã bán rồi á, đây là dễ chắn chắn hết đó. Những cái máy này đã làm xong rồi, chuẩn bị giao rồi, còn cái máy này mới ta mới mua.
Đây là mấy chiếc mà đang làm lửng lửng nè, đang tháo và bảo dưỡng cho khách đây. Chiếc đó là Long An, này thì Vĩnh Phúc. Đây, yên định Thanh Hóa, con này cũng yên định Thanh Hóa luôn. Còn khu trước là khu mình trưng bày máy nha. Thì máy có nhiều cấp độ để làm, ví dụ làm nguyên chiếc thì nó giống vậy, mất thời gian khoảng chừng 10 ngày. Đó nào sắp xếp thời gian được đó thì làm nguyên chiếc tốt hơn. Đây là những cái máy làm tầm cả 3-4 ngày nè, bảo dưỡng cho. Đây, đó. Còn cái máy giờ đó thì ngày mai mới tiến hành làm ha. Còn máy này thì nói này đã xong rồi, khách đã bàn giao xong hết rồi. Người ta đang rửa lại cái người ta lấy luôn. Làm thì mình làm nhiều cấp độ chiếu và thời gian mọi người vô trong đây thôi ha. Bỏ thời gian lâu thì máy làm kỹ hơn. Ví dụ mình cái bác cứ vô đi, mấy cái chi phí nhà trọ này nọ là mình trả lại hết nha. Cách ở xa mình trả lại hết. Mình mở rồi mình làm hết luôn á. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng là cái Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta Bệnh viện Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.